Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm qua mình đã dừng lại ngay tại đây và hôm nay không nói nhiều nữa để mình tiếp tục với cái hôm qua mình đã bỏ lỡ. Và hôm nay mình sẽ đi ngủ, là chắc hôm sau không sẽ bắt đầu the proving, là tức là một cái lễ để chứng minh bản thân của mỗi người. Ok, và chúng ta sẽ đi ngủ bây giờ để xem ngày mai trời sẽ có chuyện gì xảy ra và xem liệu chúng ta có thắng hay không. So, your first day in mother's heart. What do you think? You've never slept in a Nora Lodge before. Not very private. It's loud and it stinks and the people are idiots. All these people who kept me out. And now here I am, stuck inside with them. I think you'll find more to like in the days ahead. Get some rest. Ready yourselves! What will it take to get you out of here? Tôi phải bắn viên đá này nữa ta. Một phát ngay đầu. Ồ, nó nhò nhò tí mà mình mất máu luôn à. Một phát ngay mặt. Quá đẹp. Chính xa ta ra, chính xa ta ra. No, chính xa ta ra. Ôi. Đông vãi. Tụi nó làm gì ở đây vậy? Phát ngay đầu. Đi. Đây là mình đổi cung tên kia. Này cung tên lửa. Ơi sao đông quá vậy? Sao mấy đứa này nó không thèm bắn gì vậy? Gần chết rồi. Ôi sao? Đứng bên đây là có con này, đứng bên kia là có con kia mới ghê chứ. Một đống luôn. Đây là mình phải giết hết hay sao ta? Ôi con kia nó hên vãi. Dính à. Ôi, con này chưa chết nữa, từ chán nè, bắn nó đằng sau lưng nó sẽ chết dễ hơn nhiều. Mấy đứa này bắn đi, còn một đống con đây nè. Your trophy is shattered, outcast. Looks like you'll need another.
Ôi mát, cái thằng kia nó mất dạy vãi luôn. Thế là mình giờ phải đi dí theo nó hay sao ta? Ok, đâu chơi rồi. Ok, có rồi, có con rồi. Skill boy go to the start of rev trail. Ok, để mình chạy qua kia cái đã. Nãy giờ nó ngoài chỉ, giờ nó mới chỉ mình mới đi qua chỗ này. Bắn quá trời luôn. Nó ngoài chỉ mình phải chạy qua chỗ này đó. Mình phải lấy được cái cục kia nó mới chịu chỉ tiếp cho mình. Mà vừa mới lấy một cái thằng kia nó bắn một phát rồi. Mất bả luôn. Game này có vẻ cây cuốc khá là nhiều đó. Dead last girl. Might as well walk from here. Boss will win, Urvala. But you'll be made a brave so long as you finish. Oh now, that's an old trail. Two died on it last year. It's falling apart. Better dead last than dead altogether. Whoa! My old mother, are you crazy? You're gonna kill yourself! It doesn't get any easier! You're insane to go that way! Đúng rồi, phải điên mới thắng được chứ. Chứ không điên sao mà thắng được. Chơi cái đường mà ai cũng chơi thì nói làm gì nữa đúng không? Đó. Đi hướng này mới ngầu. Rồi coi, mình bám cái này rồi. Chắc con này đúng nè. Bắt đầu giống Tomb Raider đó. Và ấy là nó đi điều khiển dễ hơn nhiều, mà đa phần mấy khúc này nó cũng tiến tính là nhiều chứ nó cũng không quá là khó để các bạn đi điều khiển. Ồ, mình bắt kịp tụi nó luôn kìa. Ồ, hay vậy. Đồ tím mấy bạn ơi. Thằng kia chan gian quá nha. Thằng bá gì á. Lần trước mà nó nói chuyện đúng mất dạy luôn. Không biết ba má nó dạy nó như thế nào nữa mà nó nói chuyện với mình nó không tôn trọng ai. Nói chuyện khinh nhau vật lờ. Rồi mình phải thắng cái này để chửi mặt nó. Mày hay lắm này kiểu. Mấy thằng như là mình phải chơi lại. Nó cứ thình thường con gái mà mấy người mà ngoại tộc như mình nữa. Nó không xem ai ra gì. Nó không có tao, không có bố tao đỡ cho mày. Bây giờ mày cũng lủng một bên mắt rồi. Hay, thanh niên cứ tưởng mình ngon. She didn't win. The outcast cheated. An outcast win the proving. Never. For she is a brave now. We did it. As are you all. So long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy. Once outcast, and now brave. Who is first among us. Dead. Keep them busy. I'll find an angle. Bast! Are you with us?
I'm with you! Let's go! Now! Kill the invaders! Và giờ kill the attackers. Tụi này nó đâu ra chưa ra mà nó... Too many of them! We can't win! Trời ơi! Ấy các bạn thấy không? Mình vừa mới bắn cái kiểu mà cung tên nó quay nó bay mình. Ôi nó bay xéo thấy không? Ý là mình chỗ nó bay xéo rồi. Rõ ràng nó bay xéo sang một bên. Rồi cái này khó nhắm quá. Ê, sao mình có khả năng bắn xéo gì ghê vậy? Rồi nó có cung tên lửa mới ghê chứ. Ôi. We can't stop them. Chết đi em. Chết đi. Hay chị có khả năng bắn cung tên xéo chưa? Mày làm sao mà bắn? Mình cũng không ngờ là nó bắn xéo vậy được luôn. Quick, run for the slip wire. Kill them all. No witnesses, no survivors. Bây giờ mình làm gì đây? Giết hết bọn vẫn phải giết hết mà. Ơi. Mấy thằng này nhây vãi. Thích quánh lộn không? Mày hả bưởi? Trời, má mày đánh lén vừa thôi chứ. Ê. Quánh lén vừa thôi chứ. Hell potion. Ờ, nó có máu nhiều lắm nè. Để xài cái nhẹ đi. Rồi mình lấy cái hộp máu của thằng này sau. Inventory full nè, mà thằng này có hộp máu nhiều, vậy nhiều lắm á. Hunter arrow. Để kìa còn có ai không ta? Còn mấy quỷ này. Rồi chết rồi. Ồ, hên quá, để là mình lấy máu lại kìa. Có thằng nào đang bắn mình nè. Từ để mình lấy máu. We can't win. Mấy thằng này, ơi sao nó đông dữ vậy trời. Một phát ngay mặt. Hay. Còn nó né luôn. Hay thật. Thế mình cũng không cần phải giữ cái này lâu lắm á. Ê, này chui đâu đây? Giờ bạn muốn gì? Thằng Bass này nó cũng đâu làm được cái con mẹ gì đâu. Nói là nhiều công nhận thiệt luôn á. Vô đây nó chú không còn mình bắn thấy mẹ luôn. Nếu mà bạn nào giữ ngắm lâu thì có khả năng bắn đạn bay vòng. Now, descend while we have a chance. Chết rồi.
Ủa giờ sao ta? Wow. Tôi sợ nó chạy cái hướng này làm sao mà không hiểu đó. Whoa. Ê. Cái thằng này nó cầm cái súng máy mà nó bắn như cũng kinh thiệt chứ. Chết rồi mày, tao bắn đại cho mày chết luôn nè, thấy không? hơi phí cung tên nhưng mà không sao, chúng ta còn nhiều lắm. Rap thoải mái luôn. Cái này kiểu là cái hitbox nó nhiều hay sao á, lúc mà mọi bạn bắn nó tự động nó bay xéo. Khá là bựa. Trời má, bắn gì mà hụt hả trời. Thằng kia cũng vậy, bắn xéo xéo. Mình cứ tưởng là phải chạy, nó kêu là nãy mình, nó kêu mình đi xuống. Trong khi là không có ai đi xuống hết. À, máu nhiều mà, Trinh cứ xài đi, mấy thằng này nó còn đống nè. Trời ơi, làm sao mà trúng được. Bé bắn gào quá. Có gì lấy hết rồi. Leader, thằng này leader, Desert Class. Lấy luôn.
She is dying. To take her there is blasphemy. She should be near her mother. Ông bố nó hy sinh vì nó luôn rồi. Tội vãi. Thấy ông bố nào đã thấy còn mơ giấc mơ kỳ dị nữa chứ. Cái thằng đó mình không biết cái thằng nó như thế nào mà nó hứng lên nó giết hết nguyên một đám luôn. Chúng ta lên level 6 luôn rồi để mình coi mình có cái skill gì mình up được không. Mình up luôn. Không vô menu được. Tạm thời là vậy. Tính ra để chúng ta được dân làng ở đây cứu. Sống sót rồi, sống là được rồi. Và đồ nghề của chúng ta mất hết trơn luôn, không còn gì luôn. My clothes, good. But where's my focus? It's here, okay. Am I inside the sacred mountain? Only matriarchs are allowed inside. Tính ra nhỏ này lúc mà nó lại nó mặc đồ ít như vậy á. Tính ra nó nhìn nó cũng fitness phải là luôn á chứ. Nhìn tướng rất là ngon. Ý mình nói là tướng thon gọn, đẹp mà hai tay nhìn nó cứng rắn lắm, chắc lắm. Plus those heavy shoes. Ngồi nha, nếu mà này của dân làng người ta kéo mình vô thì là làm sao có mấy cổng này nhìn nó bựa vậy ta. Rõ ràng mấy cái cửa này là đâu phải là của mấy người này đâu. Cửa bị đóng rồi. Đúng rồi, Nora đâu có xây vô này được. Chỉ có gì ô qua sao là cái nói chung là các bạn sẽ hiểu được cái vấn đề này. Nói chung là mình cũng nghe nay các bạn nói cái giả thuyết cũng khá là nhiều nhưng mà mình cũng không rõ là nó như thế nào, rằng đây là cái gì đó ai đó xây dựng hay là chuyện gì xảy ra gì đó. Nói chung là có nhiều cách để giải thích lắm, nhưng rồi các bạn cũng sẽ biết nếu bạn nào cố gắng theo dõi những tập tiếp theo của mình quay các bạn sẽ rõ hơn. Mình cũng không rõ đây là thời xa xưa hay là tương lai nữa. Nói chung là cứ bình tĩnh là chúng ta sẽ biết. Cứ từ từ như vậy đó. Cứ giờ nói là spoiler hết cũng không hay đúng không. Excavations and proceeded once to the mission point.
Avoid all contact with Nora savages. But if you are seen, kill every witness. Target imaging attached. Do not fail. Target imaging. Who says I'm like other Nora? They saw me through Owen's focus. How is that possible? Then make it quick. I'm heading in. Hold for identiscan. You need to stop listening to Ted and start listening to me. Where is this from? And when? Are you my mother? Aloy, you are awake. You brought me here? Quickly, you must follow. To where? To the place where you were born. Chúng ta vừa mới thấy được má của mình. Và có lẽ như bà này bà biết là mẹ mình là ai và có thể thôi. Và tụi kia nó có liên quan gì tới má mình mà tại sao lại đám kia nó lại cử người đi giết này nọ. Và nó cũng xài những cái công nghệ giống như mình đang xài. Mình chỉ là mình vô tình biết được, còn tụi này có được huấn luyện trước vậy để biết về những cái vấn đề này. Còn giờ bà này là bà lại dắt mình đi xem cái nơi mà mình được sinh ra nữa. Và có lẽ mấy chuyện này sẽ giải thích cho rất là nhiều về cái việc mà các bạn có thể nắm rõ cái nội dung của tại sao nhỏ này được sinh ra đời và những chuyện quái quăm này, tại sao có những đồ công nghệ tương lai, các bạn sẽ biết ngay đây thôi. Does my mother look like me, but with short hair? I don't see how that could be. You were not born of a woman, Aloy. The mountain is your mother. What are you talking about? Come. What is this place? The Great Chamber, where All Mother slew the Metal Devil and gave birth to you. Aloy, the Proving Massacre was just the first of many disasters. The war party we sent after the killers was ambushed and slaughtered. But what does that have to do with where I was born? My hope is... everything. This is where we found you. We heard your cries, came to look, and there you were. Just lying there? Yes. You mean I came from behind the door? Always, that is what I have believed. That you came from the womb of the mountain. A gift from All Mother herself. But others, like Lansra, feared that a darker power put you here. Not a gift, but a curse. But... this isn't a goddess. Aloy! It's a door. With people behind it. My mother? Oh! Hold for identiscan. The goddess speaks. Just like the woman I saw. Error. Alpha registry corrupted. Identity cannot be confirmed. Entry denied. No.
Aloy, all mothers spoke to you as if she knew you. Were you not listening? It didn't recognize me. Because of corruption, the goddess's own words. Surely, if you heal this corruption, she will see you clearly. And how would I do that? You said you've had visions of a woman with short hair. The killers came for me because I look like her. But their power is overwhelming. Is there no other trail to follow? Olin. He was one of the outsiders. The night before the proving. The killer saw me through his eyes. He lives in Meridian. So you will have to leave the Sacred Land. I've been an outcast all my life. Why not an exile too? Shh. There is another way. Come, and we will make it so. You said the tribe is on the brink of extinction. Bà sẽ khiến cho chúng ta giống như vậy, tức là trước giờ chúng ta đã là kẻ ngoại tộc rồi, thì bây giờ nó còn bị lưu đày nữa. Bây giờ bà sẽ khiến cho nên chúng ta sẽ giống hơn bình thường. How was the war party defeated? Killers do not fight alone. Somehow they have power over the machines, corrupting them, driving them mad. Tức là tội giết người nãy nó còn bị điều khiển nữa, chứ không có đơn thuần là mấy thằng giết người bình thường và tụi nó bị điều khiển và nó còn điên loạn. Giờ chúng ta đang cần một cái kế hoạch, đúng rồi ạ, đúng rồi ạ, cần một cái kế hoạch cụ thể hơn. Chứ giờ đi mà không biết đi đường nào cũng là một cái vấn đề khó ha. Với lại giờ mình đang chơi, mình để chế độ mấy cái heads up display á, là mình chuyển sang chế độ dynamic. Nếu bạn nào chơi tới game này thì mình nghĩ là các bạn cũng nên chuyển sang dynamic, tại vì nó chỉ hiển thị những cái nào cần thiết thôi, chứ nó không có hiển thị tùm lum lúc nào cũng hiển thị. It is done. Yes, I showed her. Sisters, the goddess spoke to Aloy, told her to heal the corruption. Ha! But how is she to do that? She will have to journey beyond our sacred land. A seeker? If the goddess spoke, it must be so. You would name this thing a seeker? Sister! For once, Lansra, join with us. This will be your sin, not mine. Send her seeking, and may she never be seen again. Aloy, by the holy grace of the One Goddess, we hereby anoint you a seeker of the Nora tribe. No barrier can now stay you from your sacred task. May All Mother protect you and sustain you. Stay true. I will make ready for the hymn. Our hopes lie with you. Tirsa, what's a seeker? You are. And here is your mark. In times of great need, the High Matriarchs may anoint a seeker. A worthy brave sent forth to accomplish a great purpose. No matter where that purpose might take her. Even beyond the borders of the Sacred Land? Yes. And with the right to return when you are done, or as the need arises. You said the Nora sent a war party after the killers. Yes. But it was ambushed and overrun. Very few escaped alive. And most that did were wounded. Do you know where the killers went? No. But you could ask Varl, one of the braves guarding the gates of the Embrace. He survived the ambush. He would know more. Have there been other seekers? There have, but they are rare, and most who set out are never heard from again. Was Rost a seeker?
No, not a seeker. What are you not telling me? This is not the time, Aloy. Perhaps another day. What was done with Rost's body? I'm afraid there was very little left to recover. But what there was, we buried at the place where he raised you, with flowers on the grave. Thank you. So I can go anywhere at all? No restrictions? Even to forbidden places, like the tainted lands beyond All Mother's sight, or the ruins of the Metal World. I see. Why are the ruins of the Metal World forbidden? They are blighted places, Aloy. Dark and wicked, like the children of metal who built them. When they rebelled and tried to murder All Mother, her wrath leveled their cities, but could not cleanse their sin. Their ancient spite haunts those ruins, ready to ensnare anyone foolish enough to enter them. But I've been in a ruin. It looked a lot like the inside of All Mother. That cannot be so. It is. Then, this is something beyond my understanding. I will trust you to reveal the truth. So many have suffered. Is there anything I can do to help? What is most important is for you to fulfill the purpose All Mother has intended for you. I don't know what that means any more than you do. Then you must find out. If, however, you sense that part of your purpose is to help the tribe, by all means do so. I have no doubt you will find people in need throughout the Embrace. Why are the lands beyond Nora territory called tainted? Is it not obvious? Our land is sacred. We live in sight of the one goddess, All Mother, source of all that lives. Beyond her sight lies a vast, fallen land, spiritually tainted. That is why it is against tribal law to leave. But the Seeker blessing will protect you. I should be on my way. From here, you must go to the gates of the Embrace. Speak to Varl, and he will point the way to Meridian. If any Nora tries to stand in your way, Aloy, make sure they know you are a Seeker. Oh, I will. Thank you, Tirsa, for all you've done. May All Mother bless you and watch over you. Rồi, chúng ta đã nói chuyện xong với bà này và chúng ta sẽ hướng qua đi sang Meridian để tìm hiểu về mọi chuyện để giải cứu tộc này. Và như bố nó đúng là có lẽ chúng ta không cần bộ tộc của chúng ta, nhưng mà bộ tộc của chúng ta lại cần chúng ta. Và chúng ta đang trên một cái nhiệm vụ lớn để đi tìm hiểu mọi chuyện nó như thế nào và để tìm ra kẻ đã giết ba mình nữa. Tội con bé. Để mình craft ra cái gì không ta? Modify ammo gì đây? Hunter ammo. Không, cái này là craft. Cái kia đấy là mình craft cái đồ đựng cho nó dài dài ra, nhiều nhiều ra. Hunter bow quiver này chưa upgrade được nữa. Trap 7, nhưng mà cũng ít xài 7 lắm. Đây đủ rồi nè, đúng rồi, đủ rồi, cuối cùng cũng đủ. Fatimid mình có 2 miếng nè. Outfit đủ up lên được luôn rồi. Cái này mình có up chứ, còn skill mình giờ có 4 cái đây. Cái này skill Herbalist, double the capacity of the medicine pouch. Gấp đôi cái lượng medicine, ồ cũng hay. Này đi, ngon nè, gấp đôi luôn mà, đâu phải ít đâu. Rồi để mình coi mình có cái gì. Resistance 2 là tăng độ chính xác hả? Những cây giáo nhỏ tăng có khả năng đẩy đối phương. Đánh khi bạn đánh một cái nó đẩy đối phương. Heavy lifter cầm những cái súng bự được, đi nhanh hơn, không này thì nó đi nhanh hơn nó khi mà bạn cầm mấy cái súng bự bự.
ba lần em while balancing on rope. Cái này mà bắn những cái như cung này nọ, nó sẽ cân bằng khi bạn nào đứng trên mấy sợi dây gì đó thích hợp để các bạn nào bắn mà từ xa mà không bị phát hiện. Nhảy lên cao xuống, strike from above. Cái này có phải chết từ trên cao xuống nè, đó, quá ngầu. Cho mình coi có nào, precision lure cone, mình nhìn mình muốn nâng cấp hết trơn luôn chứ. Hoặc là mình nâng cấp cái strike from above đi ha. Learn skill, còn cái này chắc ngày sẽ 3 à. Cái tưởng mấy cái dưới này sẽ là 4 nhưng mà thật chắc là chỉ có 3 thôi. Inventory, chúng ta vẫn chưa có gì đồ mới ha. Để xem mình đồ mình có upgrade được cái gì không ta. Crafting map quest modify panuk, mình đang xài cái này đây. Resist fire weave, chống lửa nè, hoặc là chống làm nhiễu nè, chống lửa đi. Tại vì mình thấy là tụi nó bắn lửa khá là nhiều, cho nên cái này mình sẽ dùng cái đó. Quest của chúng ta nhiệm vụ chính đó rồi. Active đây, chúng ta sẽ rời khỏi Talk to Resh, the new war chief. Ok, nói chuyện với thằng Resh ra. Rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Keep that for later. Chúng ta đang đi trên đường đi tiện, thay đổi một chuyện thôi. Đây, thằng này giờ trở thành thủ lĩnh mới à. Lên anh em ơi, mà mình thấy có nhiều người walkthrough từ game này mà mình thấy khá là dài luôn. I need the gate opened. Since when has any outcast's need been my concern? Since I was anointed a seeker. Now open the gate. You, a seeker? Have Tisser and Jezza gone insane? Bad enough that they let you run in the proving, but to nurse you back to health inside the sacred mountain? No wonder a curse is upon us and children lie dead under cairns of stone. How can you be so heartless? I fought beside those children, shoulder to shoulder and back to back. I saw them fall. If even one of them had been true, Nora, they would have put an arrow in your back. Resh, come on. Silence! I am your war chief. And I am a seeker anointed by the High Matriarchs. So open the gate, and I will be on my way. The sooner you're gone from here, the better. What was that? Tự nhiên cái giờ tụi nè tới cái đổ thừa lên mình à, tục vãi. Quay hay lắm. Tụi đi đổ thừa là giỏi, giờ nó chửi mình demoralized, không có mẹ. Chửi mình đủ kiểu. Watch the striders. It's driven them mad. Lên chỗ trên cao chắc là nó không lại được. Mình đang xài trung tâm gì vậy trời.
mấy tụi này phá vậy. Một bé đã ra đi. Ôi, ôi, cái con kia chưa vô đây vậy, nó vô đây lẹ vậy. Chết bớt đi em, đông quá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, đang là lan nữa, mình nên lấy cái đó sau. Đang tính bắn được cái hộp. Tụi này nó bắn rác quá. Ơi, ơi, các bạn chơi kỳ vậy. Mình ở đây được không ta? Ôi, ôi, tính xa tao ra. Đó, phải vậy chứ. Trời ơi, giờ nó quất con kia kìa. Có điểm yếu rồi, có điểm yếu rồi. Cái hộp màu tím. Ây. Tránh xa tao ra. Vậy cũng trúng nữa trời. Vậy cũng trúng nữa. No 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 no. Để thử cung tên lửa nè, để mình xác thử con này nó yếu cái gì. Weakness lửa, nó sợ lửa, nó sợ lửa. À, để mình lấy cung tên lửa cái ra. Bắn vô này nữa coi. Yếu rồi, yếu rồi. Con này yếu rồi. Nhây dám đánh lộn người em. Trời 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 trời, né không kịp luôn. Con trời cái bom nữa hay sao ta. Chị né hết trơn rồi. Lại nữa, thanh niên có trò làm quay. Chạy đi em, chạy lên rửa lực trên cao nguyên. Chạy đi, chạy đi. Đó, ây, 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 ây. Tao biết thế nào mày cũng đánh cho nên tao sẽ né ngay chỗ này kìa. Tao biết mày thích lửa mà. Chết với chị nào. It's down, man. It's fucking down. Từ từ để mình đi xuống mình lấy mấy cái đồ mấy con này trước đã. Rồi mình sẽ lấy mình đi tới cái nhiệm kia nhiệm vụ. Nếu mình lấy thì chắc là nó sẽ tiến thêm cái nhiệm vụ tiếp theo, mình không lấy được cái này cho nên để lấy cái này trước đã. Cũng đỡ có mình vô. Hey. I need to know how that machine took possession. Corrupted Strider, tụi này đã bị nhiễu và buộc phải làm theo thằng kia nó ra lệnh. Cho nên cũng hay. Maybe my focus can tell me how that machine controlled. Hay là không nhờ có tao làm sao tụi bay sống sót được. Mình có cần phải làm gì không ta? Thấy mình đồ cũng khá là nhiều. How'd you do it? Show me. You made them obey you. How? This. You did it with this. It's connecting to my focus. Then I could use this. It's worth a shot. Couple loops of wire. Looks like it'll hold. I just need to test it. Aloy! How did you do that? Tev? What are you doing here? You're a Stitcher, not a Brave. I came to help defend Mother's Watch. But I never imagined I'd see anything like this. You killed that demon. Pulled its guts from the carcass. The way it controls other machines. I think I figured it out. But I need to test it on a machine. Plenty of Striders along the path to the Gates of the Embrace, I guess. Exactly. And the gates are where I'll be headed anyway. I need to speak to Varl.
I always knew you were different, Aloy, but... But what? I think you're a blessing from All Mother. No matter what Resh says. Thank you, Teb. But I have to go now. I know you do. And my thoughts go with you. Thấy thằng này nó dễ thương không? Ai như cái ông cha nội kia và mấy người kia đã mất dạy rồi, còn khó ưa nữa. Nói chuyện đàng hoàng không được sao đó. Nói chuyện mà kiểu người ta dễ mến cũng không xong hay sao. Lên cấp 7 rồi để mình coi mình nâng cấp được cái gì mình nâng luôn anh. Nâng mới hết mấy cái đống nợ này trước đi ha. Critical hit. À, mấy này mày nó down rồi mình mới chơi được. Cái này đi. Cái này cũng hay nè. Gọi nó tới xong mình sẽ xử nó. Override unlock. Chúng ta có thể điều khiển được Watcher, Strider gì đó. Nói chung một đống nó mới hiện lên á. Mình chưa kịp nhìn nó tắt ngấm rồi. Đâu chúng ta cần phải level up rewards. Unlock skill, mình xài skill à. À còn thêm một, nó vừa mới thêm cho mình một cái skill nữa. Mình cứ tưởng hết rồi chứ. Đây. Cứ nâng từ từ lên là chúng ta sẽ thoải mái ngay thôi. Để xem mình có khoảng thời gian nào mình ráng mình cày lên cấp cao để mình có thêm nhiều cái skill nữa mình up cho nó sướng. Con kia chạy lẹ quá. Chúng ta phải là sát hơn nữa thì may ra chúng ta phát mới override được cái con này. Cho mình thử lại thêm lần nữa coi. Lại phát hiện nó quay lại nó nhìn hoài luôn đó. Nhìn hoài bé. Chúng ta còn mấy con rồi mà. Nó cho là phải ra đằng sau lưng nó không bị phát hiện thì chúng ta mới điều khiển được con này, override được con này. Đừng có nhìn tao, nhìn chỗ khác đi. Đó, phải dụ nó chỗ kia. Okay, here it goes. Come on, come on. It worked. Nó hostile. I think I could ride it. Chúng ta phải cưỡi được nó. Và chúng ta phải bắt con này, chúng ta mới cưỡi được con này. Hay. Tapping use a mount melee attack by resting or dismounting from. Chúng ta có cái để cưỡi rồi. Hay vậy. Xuống lại món lúc này để gọi con này thì chúng ta có thể bấm nút bấm sang trái sang phải và bấm nó bằng nút dưới rồi, cái này mình biết rồi. Nào Strider, để thử lái thử con này coi. This beast walking, yeah baby. Chưa có con nào nữa ta. Probably can't ride them all, but I might find a use for them. Có nút chạy không ta? Giờ làm gì nữa? Có cái câu này nút chạy lúc nào ta? Mấy cái nút bấm rồi ta.
À rồi, bấm X, đè X để cưỡi nhanh hơn, hèn chi bấm nãy giờ. Ok, và có lẽ mình sẽ tạm dừng ở đây, cái tập này cũng khá là dài đó. Và mình sẽ hẹn lại các bạn trong những tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn. Tại vì đây là một cái tựa game rất là hay và mình sẽ cố gắng làm mỗi ngày cho các bạn coi sớm nhất có thể. Và các bạn, nếu bạn nào thích cái tập này của mình, các bạn hãy like và share cho các bạn bè của bạn để mình có thêm nhiều cái sự phát triển hơn trong cái channel của mình, để mình có thể đẩy mạnh những cái tựa game như thế này đến cho các bạn coi và sớm nhất có thể. Ok, và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn. Ok, thì mình bây giờ mình sẽ đi chơi với con này một tí. Yo, come on. You got my feelings, said you overload.